Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Các bạn đã từng chứng kiến một chiếc đồng hồ hiện tại vẫn đang còn sản xuất và người mua đã bỏ ra gấp 10 lần cái giá hãng niêm yết để sở hữu chiếc đồng hồ đó. Các bạn đã nghe tin đấy bao giờ chưa? Một tin khá là hoang đường đúng không? Thế nhưng mà nó lại thực sự diễn ra tại sự kiện đấu giá Anticorum ngày hôm qua. Và chiếc đồng hồ đó là chiếc đồng hồ nào? Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này anh em nhé. Ngày hôm qua thì Anticorum đã đấu giá xong khoảng gần 500 lót đồng hồ cũng như phụ kiện đồng hồ tại Monaco. Đây là một quốc gia ở miền nam nước Pháp thường xuyên được Anticorum lựa chọn là nhà đấu giá. Và như tôi nói ở đầu video ngày hôm qua thì Anticorum đã đấu giá thành công một chiếc đồng hồ với cái mức giá gọi búa lên đến 400.000 euro, gấp 10 lần cái mức giá retail của chiếc đồng hồ đó. Và đó là chiếc đồng hồ gì? Đó chính là chiếc đồng hồ Patek Philippe tại lot 152 trong sự kiện đấu giá ngày hôm qua. Chiếc Patek Philippe tôi vừa mới đề cập đó chính là chiếc Nautilus mới được ra mắt năm 2021 năm nay với mức retail chỉ khoảng 40 mấy ngàn euro thôi. Vậy mà sau cái mức giá gọn búa thì cái mức giá nó là 400.000 euro, tôi không nói sai đâu anh em ạ, hơn 10 tỷ Việt Nam đồng. Và với cái mức giá retail nó chỉ có khoảng 1 tỷ, dưới 1 tỷ Việt Nam đồng thôi. Vậy người mua có bị crazy hay không? Và đâu là người mua đích thực? Đây là một chiếc đồng hồ hoàn toàn mới, vẫn còn nguyên trong siêu. Theo cái tính chất phân phối của sản phẩm ấy, thì tôi thấy đây là một việc không được phép. Bởi vì sao? Bởi vì thường là Patek họ yêu cầu cái đơn vị phân phối phải cắt siêu cũng như là phải bán chiếc đồng hồ đó tới tay người tiêu dùng, tức là chúng ta phải cắt mắt dây và cắt siêu cái đồng hồ đó. Tuy nhiên là không hiểu bằng cách nào mà chiếc đồng hồ đó lại được đưa ra ở một thị trường có thể gọi là chiếc xám, những nhà đấu giá không phải là phân phối chính hãng để đấu giá chiếc đồng hồ đó với mức giá gấp 10 lần retail, gấp 10 lần giá hãng, một cái con số không thể tưởng tượng được. Và đây chắc chắn là một cái kỷ lục mà trước đây chưa bao giờ có tiền lệ. Một chiếc đồng hồ hiện tại vẫn đang được sản xuất mà lại được bán ở ngoài thị trường gấp 10 lần giá retail. Nhân về cái chiếc đồng hồ, nói điểm qua một chút về cái chiếc đồng hồ Nautilus 5711 mặt số green này đi. Thì đây, cái mặt số green này là một cái màu mặt số mới được Patek Philippe giới thiệu trong năm nay 2021. Và ngài Thierry Stern, chủ tịch của Patek hiện tại, còn đưa ra một cái thông tin là còn hấp dẫn người nhà sưu tầm cũng như là người mua hơn về cái chiếc đồng hồ này. Đó chính là đến con của ông ý cũng không thể, phải nói là rất khó để có thể sở hữu được cái chiếc đồng hồ 5711 mặt số xanh này. Nó lại là một cái lý do lại làm cho cái mức giá chiếc đồng hồ 5711 đấy càng ngày càng tăng lên. Và đếm cái số lượng đồng người mà sở hữu cái chiếc đồng hồ này ở trên thế giới thì nó rất là nhỏ giọt, rất là nhỏ giọt. Để nói một chút về cái phiên bản Nautilus thì chúng ta hãy điểm qua một chút về lịch sử. Thì Nautilus của Patek Philippe thì được thiết kế bởi Gerard Genta khoảng năm 70 của thế kỷ trước đó. Và cái màu mặt số nguyên bản của nó là màu xám đen và màu xanh. Tuy nhiên là với cái phiên bản mới nhất hiện tại như thế này thì nó lại là cái màu xanh lá cây. Thì tôi nghĩ là đây là cái màu mà chúng ta sẽ phục vụ nhiều cho thị trường mới nổi khoảng 20 năm trở lại đây, đó chính là thị trường Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc thì rất là chuộng màu xanh lá này, nó là tượng trưng cho cái màu giàu sang phú quý kiểu như vậy. Và đối với tôi thì tôi có cái cảm giác là nó, cái phiên bản Nautilus này nó không còn đi đúng cái hướng là trân trọng lịch sử nữa, mà nó chỉ là một cái màu trendy hiện tại thôi, một màu sắc trend khi kết hợp với đồng hồ, mặt số đồng hồ. Vậy nên là cái việc mà bỏ ra gấp 10 lần cái giá retail đó là một con số không tưởng. Theo quan điểm của tôi là một nhóm những nhà tài phiệt cũng như là một nhóm những nhà đầu cơ đồng hồ, họ mua những chiếc đồng hồ này để họ làm giá trên thị trường. Còn với tôi thì tôi không thích cái màu mặt số này trên chiếc Nautilus. Tôi vẫn thích cái màu mặt số màu xanh navy, màu xanh lam trên những phiên bản 5711 hay là 5712. Với cái chiếc 5711 thế hệ mới với mặt xanh này thì có lẽ là với giá retail hoặc là thêm premium vừa phải, tương đối thì được thôi, chứ còn đến mức gấp 10 lần như thế này thì chắc chắn là một cái mức giá không phải là dành cho người bình thường nữa rồi. Đó là một cái đánh giá cũng như là nhận định của tôi về chiếc 5711 mặt số xanh ô liu.
một con số không thể tưởng tượng nổi. Thì ở cuối video thì tôi muốn đề cập tới một chiếc đồng hồ mà tôi nghĩ là cái giá trị sưu tầm và giá trị thực của nó cao hơn. Thì đó chính là chiếc đồng hồ Alain Genre Tourbillon với cái mã hiệu là 701.001. Thì đây là một chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập Polymeric. Và chiếc đồng hồ này tại sao nó lại đặc biệt, và với cái mức giá sau gõ búa khoảng tầm 300.000 đô, khoảng 300.000 đô thôi, khoảng hơn 7 tỷ Việt Nam đồng thôi, mà tôi thấy đây là một chiếc đồng hồ khá là đáng sưu tầm. Sau này khi mà cái thương hiệu đồng hồ Alain Genre phát triển thì đây là một trong số những chiếc đồng hồ mà được rất nhiều nhà sưu tầm quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc Polymeric này đó là một trong số những thiết kế của ngài Gunther Blumlein. Ngài Gunther Blumlein thì nói ngắn gọn là đây là một huyền thoại. Tuy nhiên một điểm khá là đáng tiếc là ông mất hơi sớm, ông mất năm 2001. Chứ nếu không, nếu mà ông sống đến tận bây giờ thì chắc chắn là thông tin về ông cũng như là những thành tựu ông đạt được chắc chắn là không thua kém gì phù thủy đồng hồ của Hublot hiện tại. Đó chính là ngài Jean-Claude Vivier. Đó, ngài Gunther Blumlein thì là ngài đã hợp nhất là IWC, GLC và Lange Zone và bán cho Richemont. Tourbillon Polymeric thì với một cái tên mà như tôi có tìm hiểu đó là một huyền thoại trở về. Ngoài cái tourbillon đặc biệt ra thì chức năng của chiếc đồng hồ này cũng khá là đặc biệt, bởi vì thời lượng cót nó chỉ có 36 tiếng nhưng nó có một chức năng không hiển thị ra bên ngoài, đó chính là chức năng Fuse and Chain. Đây là một chức năng là lực bất biến. Cái chức năng Fuse and Chain này thì được đảm nhiệm bởi ngài Giulio Papi. Giulio Papi là đồng sáng lập của Renault Papi, hiện tại bây giờ thuộc về Audemars Piguet. Thì Renault Papi là nhà sản xuất máy, những cỗ máy phức tạp cho Richard Mille. Đó, nếu như mà nói đến sự thành công của Richard Mille bây giờ thì chắc chắn chúng ta không thể phủ nhận được sự đóng góp của ngài Giulio Papi. Đó, thì chiếc đồng hồ này có linh hồn của ngài Giulio Papi ở phần lực bất biến Fuse and Chain. Chúng ta đã chứng kiến được một kết quả đấu giá với chiếc đồng hồ Lange Zone Polymeric này với mức giá gõ búa khoảng 300.000 USD, hơn 7 tỷ Việt Nam đồng. Đối với tôi thì đây là một cái lót cuối cùng tràn đầy cảm xúc. Bởi vì sao? Bởi vì cái lót này nó đấu khá là lâu đấy, mất khoảng tầm 10 phút. Tôi cảm giác là nó là sự giằng co giữa những nhà sưu tầm chứ không phải là những người đầu cơ nữa. Và cuối năm nay Gia Bảo Luxury sẽ đưa lên sàn đấu giá Antico Room một chiếc đồng hồ cũng là Alain Genre Tourbillon trong bộ sưu tập kỷ niệm 165 năm ngày thành lập. Đó chính là bộ sưu tập Homemade to Alain với lớp vỏ xem xem với chiếc vừa đấu giá, chiếc Alain vừa đấu giá hôm qua 38.6. Tuy nhiên là lớp vỏ thì là vàng, vỏ vàng đặc biệt của Lange Zone, vàng Honey Gold. Đó, và ở cuối video này thì anh em có suy nghĩ như thế nào về hai chiếc đồng hồ tôi vừa mới điểm qua ở trong video, một chiếc Patek Philippe Nautilus với mặt số là mặt số lưu và một chiếc Alain Genre Tourbillon. Cùng comment ở phía dưới video này anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.